Tôi đã gào lên và hỏi bé con đó. Bé trả
cũng xứng đáng người đàn bà vô khổ, cả đánh, cả đấm. Nhưng bác sĩ chửi không bằng tiếng bản địa thì đỡ đau. Đằng này, bố con nói được cả tiếng bản địa, thì của con người để đâm nhục sĩ nhục mẹ tôi. Trời ơi, bố ơi! Bắt đi! Hãy cùng nhìn lại một chị mà xem, hãy là bà Diễm Trang Chris mà Nguyễn Minh Châu đã viết trong chiếc thì ngoài xa mà xem. Người đàn bà hàng chài ấy đã van xin chồng được cho lên bờ mà đã, chỉ vì chị ta hiểu rằng con nên để cho con thấy những cảnh như thế. Ta một con trẻ còn được nuôi dưỡng trong một môi trường trong sạch, hãy để chúng phát triển lên người trong hạnh phúc bình yên. Có một câu nghe cô có nghe gì nhé, gia đình mà đứa con đó dù đến một cậu bạn như nhỏ nhưng không phải nào có thể sẽ được lắng gia đình. Câu nghe cô khi được ngắn gọn giản dị nhưng ý nghĩa tâm lý sâu sắc mà các bạn cũng chỉ xem nghe ngắn các lời bạn vợ chúng tôi đã chung ngắn nhau thành bầy đàn cuộc sống để tương tự lẫn nhau mà cùng nhau khiến khăn và bảo vệ lẫn nhau. Chúng ta cũng không ngoại lệ mà nhưng chúng ta hiểu được tầm quan trọng của cửa mang gia đình và sự phát triển của mỗi cá nhân mỗi thành viên trong gia đình mà thôi. Từ khi sinh ra ta đã có cha có mẹ và có một cái gia đình coi đủ nó sự tốt hay không, liệu có ai mong muốn gia đình ta được tan vỡ và hay chúng ta bị lơ lơ giữa như đứa chú chim là non là mẹ phải tự mình chống đỡ với những muôn ngàn cạm bẫy và bóng tối cuộc đời. Bảo thành ngay chính cả những người thân yêu của chúng mình.
ơi, em bình tĩnh lại đi. Em có giận anh thì em có giận anh thì em cứ dằn dặn anh đây thì xé anh cũng được. Em đừng có làm vậy. Anh buồn lắm thôi. Anh biết lỗi của anh rồi. Trời ơi, em bình tĩnh lại đi. Bye.